Xin chào các bạn, tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Các bạn muốn tìm hiểu sâu về thợ sửa ô tô có thể đăng ký kênh YouTube của tôi hoặc có thể vào group thợ sửa ô tô. Trong group, cái group tôi đã để link ở phần mô tả. Trong group có rất nhiều anh em thợ có nhiều kinh nghiệm lâu năm. Các bạn có những câu hỏi gì muốn thắc mắc có thể đưa group thì các anh em thợ lâu năm ấy có thể là chia sẻ những kinh nghiệm cho các bạn. Hôm nay tôi có làm một cái video để test cái sản phẩm, ví dụ như cái lốc bãi này. Thì tôi có đầy đủ các cái dụng cụ có thể là test từ đầu đến cuối để cho các bạn xem đấy, những cái dụng cụ là mình test là nó có gồm có những cái gì: máy hút chân không này, rồi đồng hồ nạp ga này, rồi là bộ thử xì này đấy, rồi là những cái chậu nước để mình thả vào xem cái độ kín của cái lốc ấy nó như thế nào. Trong quá trình tôi test đầu thì tôi sẽ nói cho các bạn. Thì đây nhá, để tôi nói qua với các bạn là một cái mình muốn mua một cái sản phẩm, tức là mua một cái lốc bãi này. Đây, con này là lốc bãi này, các bạn nhìn này. Đấy, con này là lốc bãi của con Camry nhá. Đời 2005-06, tức là nó đời từ 2004 trở lên đến 2006-07. Qua đến đời 2007 bắt đầu nó mới chuyển sang cái dòng lốc nó có van đuôi. Tức là nó không chạy bằng mâm từ nữa mà nó chạy bằng van đít, van điện ấy, gọi là van điện từ ấy. Thì đây là có con lốc bãi đây. Hôm nay tôi test luôn cho các bạn xem. Thì trước tiên ví dụ mình đi mua một con lốc đúng không? Nhìn tổng thể ví dụ như con này đấy là mình cũng đã thấy là ưng ý rồi đúng không, rất là bắt mắt này, mà gần như là con này gần như kiểu là gọi là tháo máy đấy, dân mình cứ gọi tháo máy là hàng chuẩn đúng không. Mình nhìn những cái kể cả tất cả các cái mặt bích này nó sạch sẽ này, rồi bu li này thì chắc chắn là hàng bãi thì có khả năng là nó vận chuyển nó bị móp méo mình không quan trọng, có thể mình về mình thay bu li cũ nó sang hoặc là mình mua bu li mới, nhưng quan trọng cái chất lốc này tốt này. Thì mình trước khi mình mua mình cũng có thể là mình cầm con lốc lên mình xem tổng thể con lốc, xong rồi mình phải quay cái phần cơ này làm sao nó rít đều thì chứng tỏ là con lốc nó làm việc ít, những con nào nó làm việc nhiều ấy thì cái phần cơ nó rất là lỏng đó. Sau khi đó nhá, mình kiểm tra phần cơ xong rồi thì mình có thể là mình test cái phần hơi. Mình test phần hơi thì mình làm sao mình chỉ cần nhích đi, nhích mà hơi nó rất khỏe, nhiều con nhích này mình còn không giữ được tay, như con này không giữ được tay này đấy, rất khỏe luôn. Đây là mình thử đẩy đúng không, còn là thử hút này đấy, hút mà mình nhấc lên nó phình phịch này. Nhiều con là ví dụ mình thử kín nhé, kể cả mình không cần phải thử theo kinh nghiệm, mình thử kín mình giữ này, mình vặn là mình giữ tay một lúc đấy, nếu mà hơi nó không bị tụt ấy thì chính tỏ con này kín. Kể cả ví dụ phần hút cũng thế thôi. Nhiều người thợ chuyên môn ấy, người ta chỉ cần đi tìm một con lốc bãi, người ta chỉ cần quay này. Đấy, người ta kiểm tra cái độ hút. Hút tốt. Đấy, là chuẩn. Thì đây là cái bước đầu mình kiểm tra một con lốc như thế đúng không? Bôn điện thì có thể là mình thử bôn điện mặt hít. Đấy, sau khi đó là mình kiểm tra xong rồi thì bắt đầu quay cho tiến hành mình phải thử kín. Đấy, lốc bãi là phải thử kín. Kể cả ví dụ như những con này nó là gioăng thép thật, nhưng mà cái tình trạng ví dụ như mà để ngoài bãi ấy, là nó cũng bị han gì thì mình phải cần phải thử kín, biết đâu là nó cũng bị hở để cho mình nó đỡ mất công. Thử kín đây, thì thử kín này tôi có cái dụng cụ đây, đây các bạn nhìn nhé, cái này là cái lốc vừa lén vừa hút, phục vụ cho chuyên làm điều hòa. Bởi vì điều hòa ô tô ấy là phải lén để thử kín, còn nó hút là phải hút trên không, còn nó điều hòa gia đình thì không cần phải hút trên không, bởi vì ga ô tô này nó là ga âm thì bắt buộc phải hút trên không thì độ lạnh nó mới sâu. Đây, bây giờ tôi sẽ test luôn cả cái máy này cho các bạn xem. Nếu các bạn muốn tìm hiểu và tham khảo cái dòng cái máy hút lén trên không này thì có thể là tôi đã cái link ở phần mô tả những cái video tôi đã làm và đã test cái video rồi cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn cái máy này rất là bé, nhỏ gọn, có bánh xe để kéo này, phù hợp với có thể anh em mình làm ở xưởng ấy, nó rất hay, tiện lợi, mà nhỏ gọn này nó rất là khỏe. Đây có một chiều hút này, chiều đẩy này, đấy, rất khỏe đấy. Đấy, sau đó là mình phải có cả cái bộ đồng hồ này, đây. Đây cái đồng hồ của hãng Lex.
Thì cái bộ đồng hồ này thì các bạn mà cũng có muốn tìm hiểu về cái dòng sản phẩm của cái đồng hồ này, tôi cũng đã có một cái video ấy, link tôi đã để phần mô tả ở dưới. Đây, toàn bộ đầy đủ một cái bộ đồng hồ nó đầy đủ như này. Thì một cái bộ đồng hồ này nó gồm rất là nhiều chi tiết nhé. Đây, mặt đồng hồ này. Đây là cái gọi là cái đầu chụp mà lắp vào cái van đường hồi đấy nhá. Đầu để nạp ga đấy. Đầu này gọi đầu 34. Đây là đường đẩy này, lắp vào đường đẩy này. Còn đâu cái này ấy, là dùng cho điều hòa gia đình. Điều hòa gia đình làm ô tô thì tôi nghĩ là chắc không bao giờ sử dụng đến đâu. Đây nó có cả cái mở cái ti nạp. Mở ti. Có thêm cả một cái tua vít để mình sử dụng vào cái việc khác. Dây. Đầy đủ dây này. Kèm theo cả một túi gioăng sơ cua. Đó. Tôi sẽ lấy cái đồng hồ này để mình test luôn. Đây màu đỏ đúng không? Lắp sang bên đường này. Đấy. Màu xanh lắp vào đường hồi, màu vàng lắp vào giữa. Cái đồng hồ này nó lại rất hay, nó có một cái xả xả khí ở đây này đó. Khi mà mình nạp ga, thường thường những cái đồng hồ kia nó không có bộ xả khí, mình toàn phải dùng kìm mình lưới đây ra để mình xả khí, tức là khi mình bắt đầu nạp ga đấy. Đấy, bởi vì là tất cả là đều không, khi mình hút chân không rồi là không không được cho khí nó vào trong, thì nó có cái ti xả khí đây rất hay. Sau khi mình lắp ra đồng hồ xong rồi đúng không, thì có thể là mình đừng đẩy, mình lắp vào đây mình nhắn hơi mà. Đây là đường đường hồi đúng không? Đường hồi thì ta tạm thời chưa sử dụng đến nó, bởi vì đẩy thì bây giờ mình cũng phải là lén. Còn đâu cái bộ dụng cụ để mình có thể mình bắt vào tất cả các đầu bích, thì đây tôi có một cái bộ dụng cụ này. Bộ này nó gồm 72 chi tiết. Thì ví dụ như cái bộ 72 chi tiết này đúng không, thì nó có tất cả là có cả thử mặt bích của lốc và thử vào các cái đầu đầu co đấy. Nhưng mà những cái bộ này là chủ yếu là để thử đầu co là chính, nhưng mà hôm nay tôi làm này tôi có một tiện cái bộ này thì tôi sẽ lấy cái bộ này để tôi thử cái lốc cho nó thuận tiện. Nhiều khi có những cái lốc bích 134 ấy, mình những cái đầu này mình thử là vừa luôn. Còn đâu có những cái lốc nó dùng cái bích đặc chủng ấy thì mình có thể là không không thử được đấy. Còn đâu cái này là chủ yếu là để sử dụng mà thử xì của các đường ống này và cái dàn, các dàn nóng. Nhưng mà đây là cái bộ này là chuyên ra làm cho dòng xe châu Á nhé. Ví dụ dòng xe châu Âu thì nó hơi khác một chút. Cái bộ này tôi cũng đã có một cái link ấy. Tôi để phần mô tả đấy, các bạn muốn tìm hiểu về cái bộ này thì có thể vào cái link đấy. Có đầy đủ hết. Nên tiện cái này là để test luôn. Thì đây mình sẽ chọn một cái đầu 34 này. 34 này đúng không? Cái thân thẳng này mình gọi là 34 này. Nắp vào đây. Mình sẽ dùng cái này. Nắp vào đây. Bu lông này bạn ở đây. Đây này, T này bạn. Chặt. Đây là đường hồi đúng không? Cái đường đẩy thì ta sẽ lấy cái đường này là vừa này. Đúng đây. Nhưng mà khi mình muốn thử đấy thì cái này, cái bộ này nó có cái ti đầu ti nạp đây đấy, để mình bắt nó vào, bắt vào để nó tránh cái xì hơi ra cái bởi vì cái này nó là lỗ nó thông suốt mà. Mình bắt vào đây. Trong cái bộ đồng hồ mấy cái bộ thử xì này nó đều có cái đầu vặn này. Sau khi mình vặn vào rồi đúng không? Nắp vào đây.
mà mình dùng cái này. Sau khi vặn xong rồi đúng không? Thì mình dùng cái dây đồng hồ này. Mình bắt vào đây. Sau khi mình chuẩn bị hết đầy đủ rồi. Thì mình bắt đầu mình bật. Bật xong mình phải theo dõi đồng hồ này. Bật lén nhé. Đồng hồ lên này. Bên này xem mình xả ra. Kiểm tra xem là bị hở bên nào, bị hở ở đâu đấy. Đây. Đấy, con này hở ở đâu đây. Thân lốc rồi. Thân lốc rồi, con lốc này bị hở rồi. Đấy, con này lén rồi đã thấy hở này. Thấy chưa, như con này mà kiểm tra nó đẹp như này rồi mà lén cái là đã thấy nó xì hơi này là không được rồi. Nó hở này thì có bơm đến đâu vào cũng không được. Rồi, như thế này là mình đã biết là con lốc này là không đạt yêu cầu rồi. Đấy là cái con mà mình vừa test xong xuôi rồi và thử kín là nó bị hở đúng không? Thì bây giờ là kiếm con thứ hai. Đấy, sau khi kiếm con thứ hai rồi bây giờ mình cũng lại quy trình đúng như vậy thôi. Lại lắp vào để test thử kín. May mà thử kín, nhưng không mà cứ lắp bên xe là rất là nguy hiểm đúng không? À hở rồi là rất là mất công. Thử kín được là rất là hay. Nhiều khi đấy bịt ở dưới không thấy nó tụt. Thế mà lén hơi phát nó tụt ngay. Được cái là cái bộ thử xì này nó cũng có được thử được vài cái con lốc dòng xe Nhật ấy, hoặc là dòng xe Hàn Quốc, cứ loại nào mà bích 134, bích 12 là thử được. Nhưng những có những cái bích nó đặc chủng thì không thử được. Đâu đấy hết rồi. Thì bật máy chạy. Đây. Các bạn nhìn đi. Máy này nó lén rất khỏe nhé. Lén tí là áp vào lên. Bởi vì thường thường những cái loại này ấy, mình thử cũng mình cứ cho áp nó thật cao đi. Có thể mình test lốc mình cho áp nó hẳn lên tận 400 đi. Không sợ lổ đâu. Bởi vì nhiều lúc áp nó cao nó lên tận 400, hơn 400 là chuyện bình thường. Nhìn máy nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà lén hơi rất khỏe. Cái máy này nó lại có cái đặc điểm như này. Sau khi mình lén đủ cân rồi ấy, mình tắt nó đi. Đúng không? Tắt nó đi như này. Mình muốn bật lại ấy, thì nó có một cái dây le nó ngắt. Nó không bao giờ nó chạy nữa. Đấy, các bạn thấy không? Không bao giờ chạy nữa nhá. Bật lại, không chạy. Bao giờ mình lại phải xả hết hơi ra thì mình bật lại từ đầu thì nó mới là chạy. Đấy, ít nhất là mình lén thử kín, bây giờ mình phải lén nó thật cao lên. Lén cho tận 400 đi. Cho nó hết nghi ngờ là cái lốc này nó bị hở. Đấy, sau khi mà mình lén xong rồi ấy, thì mình có thể là dùng một cái xô lước hoặc cái chậu lước, mình thả cái lốc này xuống để xem nó có hở hay không. Thì đây tôi chuẩn bị sẵn một cái chậu lước đây rồi. Đấy, sau khi mình nén xong rồi mình thả cái này xuống nước này, test luôn, hở hay không là mình biết ngay, đúng không? Đấy, một là như thế, hai là mình nhìn trên đồng hồ này. Nhìn trên đồng hồ này cũng được. Đấy, trên đồng hồ này nếu mà nó tụt áp ấy, ở cái áp từ nãy giờ nó vẫn giữ nguyên là 400 này. Nếu mà hở đâu cái là nó sủi tăm lên luôn. Đấy, như con này là kín này. Mình cần thiết thì mình có thể mình cho xuống là mình quay luôn. Quay luôn cái này. Quay luôn đấy, nhưng mà nhiều con lén hơi vào là khó quay đó. Nên con này vẫn quay được. Để quay này xem là cái phớt, cổ phớt này nó có bị hở hay không. Đấy, như con này là ok. Con này là rất là kín luôn. Đấy, quy trình nhà mình thử kín lốc mới chọn lốc được như này, là được một con lốc như này là cực kỳ là ưng ý rồi đấy.
lắp lên xe là rất là yên tâm luôn. Không thấy hở cái là có thể là mình nhấc lên và tháo ra thôi. Ok đấy. Đấy thì hôm nay tôi giới thiệu qua với các bạn quá trình mình test cái lốc và các cái dụng cụ là cần phải test cái lốc như thế nào, có những cái dụng cụ gì kèm theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi. Xin chào các bạn, tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh hoặc vào group thợ sửa ô tô, link tôi đã để ở phần mô tả. Anh em vào cái group này thì có thể chia sẻ được các cái câu hỏi mình muốn hỏi. Trong cái group này nó rất là nhiều anh em thợ đã có kinh nghiệm lâu năm, thì các anh em thợ đấy là có thể tư vấn cho các bạn.